Thưa quý vị, thế giới đang phải đương đầu với sự xuất hiện và lan truyền của nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong số đó, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ động vật. Và Việt Nam được xác định là một trong những điểm nóng toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã, hệ sinh thái. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và giải pháp cụ thể nhằm chủ động khống chế dịch bệnh từ động vật lây nhiễm sang người. Và Việt Nam đã sớm hưởng ứng bằng việc tham gia đối tác Một Sức Khỏe. Khi có đại dịch xảy ra ở bất kỳ đâu, việc huy động, phối hợp đa ngành, hợp tác đa phương là kim chỉ nam cho công tác phòng chống dịch bệnh. Một Sức Khỏe do đó là phương pháp tiếp cận tối ưu để đảm bảo an toàn cho hành tinh và sức khỏe cho cộng đồng. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tại diễn đàn cấp cao thường niên về Một Sức Khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, giai đoạn 21-25 diễn ra sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 được ký kết vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Tới nay đã có 33 đối tác thành viên chính thức. Kế hoạch tổng thể quốc gia Một Sức Khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người do EU Việt Nam hỗ trợ được 3 bộ phê duyệt vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Từ khi ký kết tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký, có gần 100 chương trình, dự án đang được chuẩn bị và triển khai kế hoạch. Cả ba bộ đánh giá rất cao sự hợp tác và đồng hành của các đối tác phát triển trong nước và quốc tế cho khung đối tác Một Sức Khỏe. Thì tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký, đã gần 100 chương trình dự án Một Sức Khỏe. Như vậy là cái tốc độ tăng trưởng ta tăng đến gấp đôi. Tôi vẫn nói với vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp là vận hành đúng. Lôi kéo được các đối tác vào, và tổ chức thực hiện cũng tương đối đồng bộ. Đặc biệt là cái sự phối hợp giữa ba bộ Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Y tế và Tài nguyên môi trường. Một Sức Khỏe đã được công nhận trên phạm vi toàn cầu là phương pháp tiếp cận khoa học hiệu quả nhằm đảm bảo sức khỏe phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Khung đối tác Một Sức Khỏe đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa ba bộ đồng chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường với 30 đối tác thành viên chính thức, các đối tác quốc tế khác. Công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt hai thập kỷ vừa qua đã cho thấy rằng một mình ngành y tế không thể đơn phương kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có yếu tố liên ngành như bệnh lây truyền từ động vật sang người. Để ứng phó với các thách thức to lớn này, rất cần sự hợp lực của toàn xã hội, sự hỗ trợ hợp tác của cộng đồng quốc tế. Diễn đàn đã tổng kết các kết quả triển khai Một Sức Khỏe trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và môi trường. Công tác điều phối Một Sức Khỏe trong năm 2023 chỉ rõ những hạn chế và kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường phối hợp đa ngành, thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch quốc gia đa ngành Một Sức Khỏe. Những nghiên cứu trước đây được thực hiện trong năm 2022 phối hợp với cơ quan nghiên cứu CITES, Cục Kiểm Lâm, tập trung vào nghiên cứu các hiện trạng, áp dụng các biện pháp về an ninh sinh học tại các hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy cần cấp thiết tăng cường những biện pháp dự phòng an ninh sinh học cho các hoạt động gây nuôi này. Trong thời gian tới, các bên đều mong muốn bổ sung hoàn chỉnh toàn diện các lĩnh vực thuộc Một Sức Khỏe trong mối tương tác giữa con người, thực vật, động vật và hệ môi trường sinh thái, đặc biệt coi trọng cả sức khỏe thực vật và sức khỏe đất trong nội dung khung đối tác để đảm bảo tính toàn diện. Năm 2024 sẽ là năm nhiều chương trình hoạt động Một Sức Khỏe đa ngành được triển khai như dự án Transform thông qua Cargill, sáng kiến Natural for Health thông qua UNCN, sáng kiến Prezot thông qua CIRAD, chương trình Vohize triển khai Một Sức Khỏe Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường thông qua UNDP nhằm triển khai các nhiệm vụ và lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch Một Sức Khỏe đa ngành. Thưa quý vị, diễn đàn cấp cao thường niên về Một Sức Khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 21-25 một lần nữa tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người và tăng cường vai trò đầu mối, chủ trì và điều phối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với khung đối tác Một Sức Khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người. Bên lề hội nghị, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế về vai trò và tầm quan trọng khung đối tác Một Sức Khỏe đối với sức khỏe con người, động vật và môi trường. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia chương trình của VTC16. Thưa ông có thể chia sẻ với chúng tôi về 6 mục tiêu của chương trình Một Sức Khỏe tại Việt Nam được không ạ? Chương trình Một Sức Khỏe ở Việt Nam trong khung đối tác là một chương trình đa ngành, phối hợp rất chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, ngành y tế và ngành môi trường.
thì nó bao phủ rất nhiều những cái lĩnh vực mà nó liên quan đa ngành, sức khỏe con người, sức khỏe môi trường, sức khỏe động vật, thì bao gồm những câu chuyện để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người, từ cả động vật hoang dã lẫn như cũng như cái động vật nuôi nhốt, để phải có quá trình giám sát chặt chẽ. Vâng, trong quá trình triển khai chương trình Một Sức Khỏe tại Việt Nam thì chúng ta cũng đã gặp những khó khăn, những thuận lợi như thế nào ạ thưa ông? Một cái thuận lợi lớn nhất ấy, là đây là một được sự quan tâm rất lớn của các tổ chức quốc tế, vì đây là một cái cách tiếp cận mới và nó rất cần thiết ở trên toàn cầu. Vì câu chuyện này nó ảnh hưởng không chỉ cho Việt Nam mà nó nếu mà nó xuyên biên giới thì lại thành cái nguy cơ cho toàn cầu, cho nên được quan tâm rất lớn của các tổ chức như là USAID của Hoa Kỳ, GIZ của Đức, Phái đoàn Liên minh châu Âu và một loạt những cái tổ chức đối tác song phương, đa phương và các đối tác ở phi chính phủ khác. Càng ngày nó càng có nhiều những cái thách thức mới và những cái bệnh mới nổi, và chúng ta phải có mất tốn nhiều công, nhiều sức để chuẩn bị sẵn sàng để nghiên cứu. Và cái thứ hai là cái việc mà phối hợp giữa các ngành. Hiệu quả lớn nhất mà chúng ta đã đạt được khi mà triển khai Một Sức Khỏe tại Việt Nam trong thời gian vừa qua là gì ạ thưa ông? Cái hiệu quả lớn nhất ấy là đã có cái sự phối hợp rất tốt giữa ngành nông nghiệp và ngành y tế, và trong có sự cam kết mạnh mẽ từ ngành môi trường sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và cái thứ hai là có các dự án đã triển khai trên thực tế và có đóng góp rất quan trọng. Và như chúng ta đã nghe trong cái này trình bày thì hiện nay chúng tôi tổng kết là đã có so với cái giai đoạn đầu có khoảng 50 dự án thì bây giờ có hơn 100 dự án, với cái tổng số tiền mà chủ yếu là tiền tài trợ các tổ chức quốc tế là khoảng trên 200 triệu đô. Rồi cũng là đã có cái nghiên cứu chính sách rất bài bản để có thể đề xuất những chính sách cho và những chiến lược cho chính phủ ký quyết định. Trong thời gian tới thì Một Sức Khỏe cũng sẽ được triển khai như thế nào để có thể phát triển sâu hơn, rộng hơn và có hiệu quả hơn nữa thưa ông? Trong thời gian tiếp theo thì một trong những quan trọng nhất là phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa cái việc nâng cao năng lực cho không chỉ cấp trung ương mà kể cả cấp cơ sở, để làm sao đặc biệt các địa phương hiểu cấp thú y cơ sở, y tế cơ sở, môi trường cơ sở hiểu, và khi hiểu thì sẽ có cái sự phối hợp với nhau, đặc biệt cái phối hợp cấp cơ sở. Đó là cái một trong những ưu tiên rất lớn trong thời gian tới của chương trình đào tạo của chúng ta. Thứ hai là bắt đầu phải có xây dựng những cái nền tảng cơ sở dữ liệu chung, và đặc biệt là việc là có những cái nghiên cứu phân tích để làm sao xây dựng được những logic mà từ làm sao sức khỏe môi trường nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe động vật và sức khỏe con người, cũng như cái hoạt động kinh tế xã hội chung có thể tác động lại sức khỏe môi trường này, và dựa trên cái khung phân tích, cái khung logic đó thì có thể xây dựng cái hành động chi tiết hơn để kéo sự tham gia mạnh mẽ hơn của ngành môi trường vào trong cái khung đối tác Một Sức Khỏe. Và tiếp theo đó thì chúng tôi đã bàn với các tổ chức quốc tế thì khung đối tác Một Sức Khỏe trong tương lai nó cũng không chỉ là của sức khỏe động vật, sức khỏe con người và sức khỏe môi trường, mà nó sẽ còn thêm những cái sức khỏe của thực vật nữa, sức khỏe đất, sức khỏe nước. Đấy là những cái vấn đề mà mọi người đều quan tâm, và hành tinh này cũng đều quan tâm, và nó sẽ là cái nền tảng cơ sở để chúng ta có thể đảm bảo được có một cái sức khỏe mạnh mẽ cho con người cũng như là cái hệ sinh thái nói chung trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn về sự chia sẻ vừa rồi của ông.